đi việt vị của các chân sút bên phía đội khách SHB Đà Nẵng. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Ông ơi, tôi liên lạc với nó hoài mà không có được ông ơi. Bà không gọi cho nó được á, thì gọi điện thoại cho các bạn nó đi. Để tôi gọi. Alo, Trang hả con? Dạ, bác ơi, con có chuyện gì không bác? Cho bác hỏi, Phương Anh nhà bác có qua nhà con chơi không con? Dạ không bác, từ chiều tới giờ con đâu có gặp Phương Anh đâu. Vậy hả? Thôi bác cảm ơn con nha. Chẳng lẽ mình vừa mất dấu hoàng vậy hả anh? Việc tìm kiếm và đưa hắn về thụ án là việc của trại giam. Mình chỉ có việc chờ đợi thêm mà. Không biết hắn có tìm mẹ con chị Hoa để trả thù không? Tự nhiên em cảm thấy lo quá à. Thủy à, em bớt lo lắng cho người khác đi. Mình cũng phải có thời gian dành riêng cho nhau chứ. Sao rồi ba? Tôi gọi rồi mà bạn bè nó không biết nó ở đâu hết trơn ông ơi. Bà bình tĩnh đi, để tôi gọi điện cho thằng Hưng coi. Alo, con nghe nè ba. Con ở đâu vậy? Về nhà gấp đi. Em con nó đi đâu tới giờ chưa về nữa. Sao giờ này ba mới nói cho con biết? Con về lẹ đi, về lẹ đi con. Dạ dạ dạ, con về liền. Có chuyện gì vậy anh? Anh phải về nhà ngay, hình như em gái của anh bị mất tích. Trời đất, vậy anh về lẹ đi. Có gì gọi điện thoại cho em nha. Ừ, anh đi nghe. Con nó về kìa bà. Bà, má. Tình hình sao rồi? Phương Anh có liên lạc về nhà không? Má con có gọi điện thoại cho bạn bè nó khắp nơi, không thấy đâu hết. Ba má lo cho nó quá. Thôi, ba má bình tĩnh đi. Con nghĩ nó đi chơi xa, rồi điện thoại hết pin thì sao? Nhưng mà nó phải liên lạc về nhà chứ con. Hưng à. Dạ. Bà muốn hỏi con một chuyện. Bà cứ hỏi đi. Công việc của con dạo này ra sao rồi? Dạ, thì công việc vẫn như trước thôi ba. Ý của ba là con có theo một vụ án nào không? Ý ba muốn nói là con có nghĩ là nó bắt cóc Phương Anh để trả thù không? Sao ông phải nghĩ được như vậy hả ông? Phải nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Cách tốt nhất là phải đối mặt, chứ không nên trốn tránh. Nhưng ông cũng phải biết là chỉ vì không muốn ảnh hưởng tới những người trong gia đình mà con phải ra ngoài thuê nhà ở hay không chứ? Bà, tôi đang đứng ngồi không yên đây nè. Bà còn binh vực nó nữa. Thôi, con xin phép ba má con lên phòng.
Ừ. Con có nghĩ là nó bắt cóc Phương Anh để trả thù không? Chị ơi, em muốn mua cái gì? Cho em chai nước suối. Chị cho em hỏi, chị qua bán nước ở đây, bữa nay không bán nữa hả chị? Mấy hôm rồi cô không có lại bán. Dạ, em gửi tiền chị. Chai nước suối 10.000. Cảm ơn chị. Alo. Thủy hả cháu? Dạ, cháu đây ạ. Hưng có đi với cháu không? Dạ. Dạ, dạ không ạ. Chú không liên lạc được với nó, cháu về sở ngay nha. Dạ. Vào đi. Báo cáo thủ trưởng, tôi có mặt. Ừ, cháu ngồi đi. Nhìn chú có vẻ mệt mỏi quá à. Chú không sao, cháu xem công văn đi. Dạ. Như vậy là sao hả chú? Bắt đầu xuất hiện nhiều vụ mất tích của những cô gái trẻ. Chuyện đó có làm cho cháu liên tưởng điều gì không? Hoàng Giọng Trùm. Chính xác. Vì vậy, chú muốn bàn với cháu và Hưng. Không liên lạc được với anh Hưng hả chú? Không biết có lý do gì mà nghỉ mấy ngày nay rồi không có báo cáo. Cháu thử đến nhà Hưng coi sao. Rồi nhớ nói với nó là chú cần gặp gấp. Dạ, nhưng mà cháu... Cũng phải ra mắt ba má chồng sớm đi là vừa. Chú, cháu không thích đâu. Thank you.
Phương Anh. Dạ con chào bác. Bác cho con hỏi có anh Hưng ở nhà không ạ? Con là... Dạ con là Thủy, bạn đồng nghiệp của anh Hưng ạ. Vậy hả? Thôi con vô nhà nha. Dạ. Con ngồi đi, bác lên kêu nó. Dạ. Hưng ơi, Hưng. Má, có tin tức gì của Phương Anh không má? Không con à, nhưng mà ba con đi trình báo công an rồi. À, có người đang tìm con ở dưới đó. Ờ, ai vậy má? Một cô gái tên Thủy, nó là làm cùng con đó. Dạ, đồng nghiệp của con đó. Ừ. Thủy. Anh. Có chuyện gì mà chú Hoài liên lạc với anh Hoài không được giờ? Phương Anh em gái của anh, không biết nó đi đâu mà hai ngày nay không thấy nó về. Sao anh không thử đi kiếm ở chỗ bạn bè Phương Anh coi? Má anh đã điện thoại khắp nơi rồi, nhưng không có tin tức gì hết. Em uống nước đi. À, em có tin tức gì mới không? Em đã tới chỗ chị Hoa bán hàng. Người ta nói mấy bữa nay không thấy chị đâu. Chú Hoa kêu em tới tìm anh. Vậy đã tìm được Hoàng rồi hả? Dạ không. Gần đây có nhiều cô gái bị mất tích. Chú Hoa và em nghi ngờ có liên quan đến Hoàng. Em sợ chị Hoa bị chúng trả thù à? Em hy vọng là điều đó không xảy ra. Nhưng anh nghĩ nó đang xảy ra với gia đình anh. Bây giờ anh tới gặp chú Hòa, sau đó tụi mình sẽ lên kế hoạch tìm em gái anh. Như vậy là vất vả cho con quá. Em của anh Hưng cũng như em gái con vậy. Bác đừng lo lắng quá. Gia đình bác cảm ơn con nhiều lắm. Con ăn trái cây đi. Dạ thôi, tụi con phải đi ngay rồi bác. Vậy con đi đi. Có gì báo cho má biết nha. Má lo lắm đó. Dạ, má cứ yên tâm đi. Có tin gì con sẽ báo liền. Thôi, con đi nghe má. Ừ. Đi em. Con đi nha bác. Chào con. Nam. Tình hình sao rồi mày? Con nhỏ đó cứng đầu lắm, tao phải cho nó dùng thuốc liên tục. Như vậy là không có ổn đâu. Lỡ lúc giao hàng có chuyện gì mất giá hết. Mày nói anh ba tống cổ nó đi đi, tao chịu hết nổi nó rồi. Nó vẫn chưa nghi ngờ mày hả? Chưa. Hay là mày cứ giả bộ đưa nó về nhà. Mày tưởng nó là con nít hả? Nó đã 20 tuổi đầu rồi. Nó không biết tự tìm đường về nhà sao? Mà bây giờ đưa nó đi. Đi đâu? À, anh ba kêu mày á, đưa nó tới địa chỉ này. Tới đó sẽ có người nhận hàng. Mày nhớ đó, không được dùng thuốc nữa nghe chưa? Mày dùng cái mã ga lăng của mày và sự cá tinh của nó nữa.
Tao chỉ thích người phụ nữ khi trên giường thôi. Trường hợp này đối với tao không được. Tao bị vô hiệu quá rồi. Nhưng cái khoản thù lao á sẽ giúp cho mày làm việc có nhiều hiệu quả hơn. Nhanh lên đi, còn nhiều phi vụ khác nữa kìa. Gì đâu. Với lại anh cũng không muốn họ biết chuyện Phương Anh biến mất. Anh có hẹn với cô bạn của Phương Anh để nói chuyện rồi. Chừng nào cô bé mới tới? Anh điện thoại rồi, đang học mới ra. Ừ. Hình như cô tới kìa. Trang, anh Hưng nè. Dạ em chào anh chị. Ngồi đi em. Cho ly nước cam em ơi. Dạ. Giới thiệu với em, đây là Thủy, bạn anh. Còn đây là Trang, bạn của Phương Anh. Dạ, em chào chị. Chào em. Anh tới đây kiếm Phương Anh hả? Ừ. Phương Anh hôm nay không có đi học. Chuyện này anh biết rồi. Vậy em có biết Phương Anh đi đâu không? Em không biết. Mà hình như hôm nay nhóm của Nam bỏ học đi chơi. Có thể Phương Anh đi chung với họ. Hồi này em thấy Phương Anh có vẻ thân với Nam lắm. Em có chơi thân với Phương Anh lắm không? Dạ chỉ hôm trước thôi chị. Là sao chị không hiểu? Từ lúc Phương Anh chơi với nhóm của Nam, em và Phương Anh ít gặp nhau lắm. Nam là ai vậy em? Là công tử con nhà giàu. Không biết bằng cách nào du nhập vào lớp của em. Ngay từ khi bắt đầu, Nam đã hút hồn rất nhiều cô gái trong lớp cũng như trong trường. Nè Trang, Phương Anh chơi với nhóm này lâu chưa? Cũng mới. Nhưng chính vì vậy mà Phương Anh mới hiểu lầm em. Hiểu lầm? Ủa em, Phương Anh có hay đi với nhóm này không? Em cũng không biết. Nhưng mà mỗi lúc Nam nghỉ học thì có một số cô gái trong lớp cũng nghỉ theo à. Thôi được rồi, cảm ơn em nha. Dạ. Dạ. Đại ca. Đại ca. Dạ. Lúc này là lúc nào mày còn lang thang ở ngoài hả? Dạ. Đâu có đâu. Em làm theo lệnh đại ca mà. Theo lệnh tao à? Lệnh gì? Dạ. Thì em liên hệ với những mối cũ đó để chuyển hàng. Đồ ngu. Tao nói vậy nhưng đâu có nghĩa là mày trực tiếp làm. Chỉ cần thông báo các đường dây để khỏi bị đứt là được. Được bao nhiêu rồi? Dạ, dạ khoảng 3 đứa. Mày chuẩn bị đợt này đi cùng tụi nó nha. Giấy tờ ta đã lo đủ hết rồi đó. Đại ca, không cần em nữa hả? Bây giờ không phải là lúc giữ mày ở bên cạnh. Sang đó làm việc, nhận hàng rồi phân phối. Khi nào yên tao lại đưa về. Dạ. Vậy một mình em ở bên đó em sợ. Hay là mày thích vô tù? Dạ không. Mày yên tâm, tao bố trí sẽ đi sớm thôi.
đi đi. Dạ. Tự nhiên cái trống cổng qua bển. Chúng ta đã tóm được Hoàng, nhưng Hoàng đã biến mất. Bên trại giam á, đã lần theo dấu vết của Hoàng, nhưng chưa có kết quả. Họ muốn bên ta cùng phối hợp để điều tra. Chúng ta cũng nên đặt dấu hỏi. Sự biến mất của Hoàng, liệu có sự tiếp tay từ trong nội bộ hay không? Vấn đề đó thì tôi sẽ đề nghị với thanh tra và lãnh đạo. Nhưng trước mắt á, chúng ta phải bắt được Hoàng cái đã. Tôi yêu cầu đồng chí Hưng, người đã theo sát vụ án này từ đầu, làm kế hoạch bắt Hoàng. Sau đó cả đội chúng ta cùng triển khai. Hưng. Dạ. Cậu có thể làm được chuyện này không? Dạ. Nếu không có việc gì, cả đội chúng ta nghỉ tại đây. Cậu Hưng, cậu có chuyện gì sao? Dạ không có. Nếu mà cậu không thể thì tôi sẽ bố trí người khác. Dạ, em làm được. Nói là phân công cho một mình cậu, nhưng thật ra đó, Thủy sẽ ở bên cậu để tiếp tục điều tra. Cậu biết đó, tôi vẫn không muốn Thủy lộ diện trong lúc này. Vì nguyên nhân mà cậu đã nghi ngờ thì coi như là cô ấy bị loại khỏi cuộc chơi. Điều tra mà có người bắt bài như vậy, thấy khó chịu thiệt đó sếp. Thực ra thì tôi có nghi ngờ một người. Tôi vẫn theo dõi và sẽ vạch mặt khi cần thiết. Anh nói vậy em yên tâm rồi. Cố gắng lên. Dạ. Bỏ tao tụi trẻ bây giờ, tụi nó không lưu gì bằng giấy tờ hết trơn á. Sao đây? Máy tính. Em định làm gì vậy? Em tìm bằng chứng. À, anh có biết nick chat của Vân Anh không? Không, anh không biết. Vậy Trang, Trang có biết không? Đúng rồi. Chắc bên Trang nói biết. Trang hả? Anh Hưng nè. Em nói chuyện với chị Thủy chút nghe. Bé Trang hả? Em có biết nick chat của Phương Anh không? Dạ biết chị. Rồi chị cảm ơn em. Dạ. Anh, ngày sinh nhật của Phương Anh là ngày mấy? 28/2/92. Ủa? Sao hay vậy? Giới trẻ em không biết chuyện này. Im chền già chứ gì. Anh coi nè.
Phương Anh đã chat với người này trước hôm, cái hôm bị mất tích. Và đây là một cuộc hẹn đi chơi. Con bé lưu cuộc nói chuyện này vào hộp thư, chứng tỏ đây là một người rất quan trọng với Phương Anh. Ủa? Nó tên gì em? Nó có nick chat là người cô đơn. Vậy làm sao tìm được hắn đây? Em sẽ mượn nick của Phương Anh để lên mạng mấy bữa. Nếu như mà hắn không trả lời, có nghĩa là hắn biết Phương Anh đang ở đâu. Như vậy chắc cũng không được gì đâu. Sau đó em sẽ chuyển sang phương án B. Phương án B? Phương án B là gì vậy? Em càng nói anh càng không hiểu gì hết. Đó là bí mật, rồi anh sẽ biết. Suy nghĩ về Hoàng đúng không? Anh cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa. Hắn là một người đồng tính. Em nghĩ nên bắt đầu từ mối quan hệ này. Đúng rồi. Tại sao anh lại quên mối quan hệ này chứ? Chắc tại em có một thời gian dài tiếp xúc với hắn. Hơn nữa, những mối quan hệ đồng tính rất phức tạp. Dù bạn tình ở đâu thì chúng cũng sẽ tìm đến với nhau thôi. Được rồi, anh sẽ lên kế hoạch báo cho chú Hòa biết. Anh vất vả quá. Việc tư việc công rối tung lên. Anh cố gắng lên nha. Anh đã có một người cộng sự giỏi như em. Anh rất là yên tâm. Má ơi, xong chưa má? Con đợi má chút nha. Nếu không, lát nữa mấy con gà này nó sổng ra thì cô Thủy không biết làm sao hết đó. Má ơi, bữa nào má hẹn cô Thủy qua nhà mình chơi nha. Ừ. Thôi, hai mẹ con mình đi nha. Dạ. Lên đi con. Hai cháu muốn gì? Chị hai không nhận ra em hả? Mấy người là ai? Tôi không quen biết mấy người. Hãy để mẹ con tôi được yên nha. Chị hai con. Chị hai quên nhanh vậy? Để thằng em nhắc cho nhớ nha. Nhìn chị dâu này thảm quá. Còn làm nghề cũ không? Đồ khốn nạn, biến đi. Có vẻ như từ khi rời tổ, chị hai sống lương thiện luôn rồi hả? Có đủ ăn không? Mấy người mà không đi á là tôi la lên đó. Mày ghê gớm quá ha. Có muốn kiếm tiền không? Hãy để nó yên. Đùa bà chị chút thôi. Nếu muốn hành nghề lại á thì tới chỗ cũ tìm tụi này nha. Tụi này luôn sẵn sàng đón tiếp. Nhớ nha bà chị. Lên mày. Má, con đừng sợ. Mình đi thôi em. Đi đâu? Về nhà. Bộ cưng không muốn về nhà sao?
Về nhà hả? Đúng rồi. Sao anh đem tới đây? À, dạo này á, anh thấy em hay bị xỉu lắm, nên anh muốn đưa em vào đây để kiểm tra lại sức khỏe của mình trước khi về nhà cho ba má khỏi lo. Đây em. Cảm ơn anh. Anh tốt với em quá. Có gì đâu, bác sĩ ở đây á là người quen của anh đó. Ừ. Đi em. Đi. Vô với anh. Sao rồi? Con bé nó chống đối ghê quá, tôi phải tiêm liều thuốc mê. Ủa, nhưng mà nó còn nguyên không? Còn. Cho nó nằm một chút là hết thuốc thôi. À. Alo, Nam đó hả? Tao đưa con bé đi kiểm tra rồi. Ok. Mày chắc giá bao nhiêu? Mày nói anh ba trả thêm đi, hàng còn zin đó. Ok. Khi con bé tỉnh tao sẽ đưa tới. Khuya rồi sao không ngủ đi em? Còn gõ gì vậy? Em đang lên mạng để tìm thông tin nè. Coi thử có việc gì để em đi làm không? Ở nhà hoài chán muốn chết à. Hay là em về công ty giúp anh một tay được không? Anh nói giỡn hay nói thiệt vậy? Anh nói thiệt mà. Anh đang định đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh cho công ty. Cái gì? Làm nữa? Bao nhiêu đó việc chưa đủ nữa hả? Có người mời anh cùng làm ăn. Anh đang suy nghĩ. Nếu anh nhận lời làm ăn với họ thì anh mời em về làm quản lý nha. Em đâu có biết gì đâu mà giúp anh bây giờ. Không phải vấn đề biết hay không biết, mà ở chỗ em có muốn giúp chồng em hay không. Thôi được rồi, vậy để em sẽ thử nha. Cảm ơn em. Thôi ngủ đi em. Dạ.
Alo. Anh Hưng nè, có phát hiện gì không em? Dạ. Em vẫn cố gắng nhưng chưa thấy gì hết. Ba má anh lo đến mất ăn mất ngủ luôn. Hôm nay là ngày thứ năm Phương Anh đi mà không có tin tức gì hết. Anh cố gắng ăn ngủ với hai bác nha. Anh biết rồi, anh cảm ơn em. Dạ. Tao phải đi có việc, chiều mới về. Mày ở đây chờ nhận hàng cho cẩn thận nha. Mày mà lượn lờ với mấy thằng con trai á, coi chừng tao đó. Trời ơi trời, em không có mê trai đâu. Dạ đại ca, chừng nào mới đi? Sáng sớm ngày mai. Nhớ làm việc đàng hoàng nha mày. Dạ em biết rồi. Alo, chuyện gì vậy? Alo, đại ca đi rồi, cưng tới em nha. Tới anh chị. Sao? Không được, em tới đây với anh đi. Được, em tới liền. Sướng quá, sướng quá. Anh. Gì vậy mẹ? Em ngồi với anh nha. Con quỷ cái biến đi. Không biến. Ê con quỷ, trả trái cây lại. Không đó. Trời ơi con quỷ. Bực bội ghê vậy. Con quỷ cái, trả trái cây lại cho tao. Tôi muốn giết mẹ mày bây giờ nè. Tao mệt mày quá đi. Anh nó dụ em, nó thấy em có tiền, nó dụ em. Ngồi đi anh. Em nhớ quá à. Đợi em chút xíu. Uống đi cưng. Sao á, cưng không ghé cho em? Em quá lắm rồi mà. Thích kêu người ta đến lúc nào cũng được hay sao? Cưng sao vậy? Giận em đó hả? Lúc cần thì biến mất tiêu, bây giờ thì thình lình xuất hiện. Tôi có phải là chồng của cô nữa không? Tại công việc thôi mà cưng.